Thưa các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 2 năm 1996, nhiều địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện nghị định 87 CP và chỉ thị 814 TTC. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến các bạn những hình ảnh về hoạt động của các địa phương trong ngày hôm nay ra quân mùng 1 tháng 2 mà chúng tôi vừa nhận được qua mạng lưới cáp quang.